Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái bước 12, đó là theo sát khách hàng cho tới khi tiền chuyển vào tài khoản của chúng ta. Thì chúng ta đã biết là khi mà khách hàng họ chốt đơn ấy, là cảm xúc của họ được dâng cao, nên là họ mới họ đã chốt đơn. Nhưng sau khi mà họ chốt đơn xong ấy, thì có rất là nhiều cái vấn đề mà chi phối đến họ. Thứ nhất đó là họ tích tiền này, thứ hai đó là họ có thể là chia sẻ với bạn bè là tao mới mua cái bộ mỹ phẩm của cái đứa Thùy Trang trên Facebook ấy. Thế thì bạn bè có thể là gièm pha như là biết nó nguồn gốc rõ ràng không mà mua, hay là đắt tiền thế thì mua làm gì đấy, rất là nhiều. Khi thế thì họ lung lay về cái ý chí của họ. Thứ hai nữa là khi mà họ chốt đơn xong thì cái số tiền đó họ suy nghĩ lại là mình có thể mua bỉm cho con này, mình có thể mua quần áo cho con này, hay là mình có thể làm được nhiều việc khác mà họ có thể là hủy đơn của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phải liên lạc với họ trong ba cái thời điểm. Thứ nhất đó là 24 giờ, thứ hai là 48 giờ, và thứ ba là 72 giờ. Ba cái thời điểm này chúng ta sẽ phải làm mọi cách để chúng ta liên lạc được với họ, để tăng thêm cái cảm xúc của họ đối với chúng ta. Để như là khi mà chúng ta mà liên lạc với họ thì trong cái tâm trí của họ sẽ có cái hình ảnh của chúng ta đấy. Vì vậy nên là chúng ta sẽ phải liên lạc với họ trong ba cái thời điểm đó nhá. Khi mà chúng ta chốt đơn xong ấy, thì chúng ta sẽ gửi một cái hình ảnh đơn hàng cho họ, và chúng ta sẽ nhắn là chị ơi, em đã gửi hàng cho chị rồi ạ. Đây là hình ảnh đơn hàng. Tầm 2 ngày nữa thì shipper sẽ chuyển hàng đến cho chị nhận giúp em nhé. Đó, và chúng ta sẽ ngày hôm sau thì chúng ta sẽ gửi cho họ một cái tin nhắn vào buổi sáng là em chúc chị ngày mới tốt lành vui vẻ này. Hoặc là vào buổi tối thì em chúc chị và gia đình ngủ ngon này. Đấy, chúng ta sẽ phải liên lạc với họ để tăng thêm cái cảm xúc của họ đối với chúng ta, để cho khách hàng họ không có lung lay ý chí và hủy đơn của chúng ta nhé. Bye bye.